Chào mừng tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay mình có rất là nhiều thông tin mới, những cái chuyến bay mới và lịch mới để gửi đến tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn, để mà quý vị có thể nắm được những cái chuyến bay trong những ngày nào trong tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, để chúng ta có thể nào đăng ký chọn ra cho mình một cái chuyến bay nào đó thích hợp để chúng ta đăng ký và đi về Việt Nam. Thì sau đây là những chuyến bay mà em xin giới thiệu đến tất cả quý vị, anh chị, cô chú và các bạn. Ngày 7 tháng 12, ngày 28 tháng 12 thì hai chuyến bay này sẽ là bay về Nha Trang. Ngày 4 tháng 12, 15 tháng 12, 22 tháng 12, 29 tháng 12 và ngày 8 tháng 12, đó là những cái chuyến bay đi về Đà Nẵng. Thì những cái chuyến này sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc nha quý vị. Và cái chuyến tiếp theo đó là những chuyến về Sài Gòn ngày 15 tháng 12, 19 tháng 12, 22 tháng 12 và 29 tháng 12. Đó là những cái chuyến bay về Sài Gòn trong cái tháng sắp tới đây là tháng 12. Thì những cái chuyến bay về Sài Gòn cũng như Đà Nẵng, Nha Trang thì tất cả những chuyến bay này sẽ quá cảnh ở Hàn Quốc. Thì bên cạnh những cái chuyến bay em mới vừa giới thiệu đến quý vị đó, thì những cái chuyến mà đi về Nha Trang á, nó sẽ được hai kiện hành lý ký gửi 23, hai kiện mỗi kiện 23 kg và một kiện xách tay 7 kg. Khách sạn dự kiến là ở Champa Island Nha Trang. Còn đi về Đà Nẵng á, thì chúng ta sẽ cách ly ở cái khách sạn ngay thành phố Đà Nẵng luôn quý vị, gọi là New World Hội An á. Còn đi về Sài Gòn thì chúng ta sẽ cách ly tại trung tâm của Sài Gòn. Thì đó là những cái chuyến bay trong tháng 12. Và sau đây em xin giới thiệu đến quý vị, đây là những cái chuyến bay thẳng, lịch của những chuyến bay thẳng bay từ San Francisco đi về Đà Nẵng. Thì những cái chuyến bay thẳng này á, nó sẽ bay từ sân bay San Francisco và sẽ đáp ở Đà Nẵng. Và chuyến bay thẳng này đó, nó có những cái lịch như sau: ngày 15 tháng 12, 22 tháng 12, 29 tháng 12, ngày 5 tháng 12, 12 tháng ngày 5 tháng 1, 12 tháng 1, 19 tháng 1, 26 tháng 1, 9 tháng 2, ngày 23 tháng 2 và ngày 9 tháng 3. Thì khi chúng ta về tới Đà Nẵng cho những cái chuyến bay thẳng này, chúng ta sẽ ở tại New World Palm. Đó, thì đó là những cái thông tin về những cái chuyến bay thẳng trong cái thời gian sắp tới, dịch phục vụ cho cái mùa Tết của Việt Nam. Đó là những cái ngày mà em mới vừa thông báo cho quý vị. Thì nếu như mà quý vị anh chị nào mà có nhu cầu đi về Việt Nam trong những cái chuyến bay thẳng này đó, thì cũng hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Thì bên cạnh làm những cái chuyến bay cho khách bay về thường xuyên, thì bên em cũng làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có các giấy tờ Việt Nam như là giấy khai sinh, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn passport Mỹ. Thì những quý khách nào mà passport Mỹ bị hết hạn cần phải gia hạn thì hãy liên hệ em để được hỗ trợ nha quý vị. Visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Thì dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế, nếu quý vị nào mà có một cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm thêm cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế để khi mà đi về Việt Nam quý vị có thể lái xe ở Việt Nam được.
hai bánh bốn bánh luôn nha quý vị. Và quý vị cũng có thể lấy cái bằng này, nó có giá trị 10 năm và nó có thể lái được tới mấy chục nước lần quý vị, cho phép lái tới mấy chục nước, rất là tiện lợi cho những ai mà thích đi du lịch ở Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới. Và bên em cũng xin bằng lái quốc tế cho du khách sang Mỹ để mà được phép lái xe tại Mỹ nha quý vị. Tất nhiên xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ đó quý vị. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Thì trong thời gian vừa qua, rất là nhiều quý khách, anh chị, cô chú khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ cũng như là tất cả các nước trên thế giới thì có liên hệ em, cũng đặt rất là nhiều câu hỏi là khi nào nước Việt Nam mình sẽ mở lại những cái đường bay thương mại giống như ngày xưa, và khi nào chúng ta có những cái quy định mới, tất nhiên là không còn cách ly nữa. Thì hiện tại bây giờ những cái thông tin mà bỏ cách ly hoặc là chuyến bay thương mại mở lại bình thường, giá máy bay rẻ giống hồi xưa thật sự là chưa có. Và bên dịch vụ hãng máy bay cũng đang cố gắng làm việc với chính phủ Việt Nam để mà xin những cái suất bay bình thường không còn cách ly nữa. Và cái việc đó thì đang được chính phủ Việt Nam phê duyệt, cho nên hiện tại chúng ta cũng chưa biết khi nào thì bỏ cách ly và cũng chưa biết khi nào những chuyến bay thương mại được mở lại bình thường nha quý vị. Thật sự bây giờ cái tình hình dịch bệnh trên thế giới ở Việt Nam tương đối Đây nó là cũng cảnh đường phố Sài còn phức Gòn. tạp chứ nó chưa có hẳn Cảnh là đường phố đã Sài Gòn lúc nào cũng mọi đông thứ đúc, ổn đâu quý vị, bởi vì cũng có một số người khi nhộn đi nhịp. cách sinh và ở Việt Nam mình rồi quý vị cũng biết rồi, cách sinh thì bị thiếu, mà hiện tại một số người thì Đây chưa là được cái ngay cách chỗ sinh, đường cho nên nếu mà chúng ta mở cửa tự do thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái người dân sống ở tại Việt Nam, họ dễ bị nhiễm Đây là bệnh ngay và có đường thể sẽ bùng phát dịch trở lại. Đó là cái điều mà ngành của chính phủ Việt đường Nam người gì ta đường này cũng rất đường gì là ta cân đường nhắc Trương Định ha, khi mà mở cửa đường thương mại Trương có được Định hay và đường không. Nguyễn Thị Minh Cái Khai. đó thì chúng ta phải chờ Đây là có bên hội chợ bộ y thời tế cũng trang như nè, là đẹp quá bên ngành của bà Việt con ơi, Nam cái có hội chợ sự thời quan trang tâm đẹp quá. xem Ở xét đây sử dụng là như thế nào. nhà công nhân quá lao động, Thì nhà văn hóa lao động. quý vị thân mến, bên em muốn nhấn Quay cho bà cái xem đường đường phố phố Sài Sài Gòn Gòn nha, và tất cả các nước trên thế nha. giới duy trì Việt Nam cũng như là hãng máy bay hơi nhiều là từ Việt Nam qua Mỹ, Canada và tất cả các nước. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu mua vé máy bay hơi nhiều cho cả thế giới từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam Nhộn ra nhẹ nước ngoài khách thì nằm hãy vui lòng người qua lại liên nha các bạn. hệ em qua số điện thoại 714-344-8844. Xin nhắc lại số điện thoại là Là 714 trong khu Dinh Độc Lập hay Dinh Độc Lập 844 nào. vui lòng hãy kết nối bằng qua đời hoặc là Zalo để thuận tiện cho cái vấn đề mà chúng ta, ví dụ như em đi du lịch, quý vị cũng đi du lịch, thì chúng ta cũng có thể kết nối bằng qua đời hoặc là Zalo để có thể liên hệ với nhau được và em cũng có thể hỗ trợ quý vị, hỗ trợ lên được cho quý vị. Đi Còn dạo nếu xung như quanh mà đường quý phố vị Sài nào Gòn. ở ở Mỹ mà xài được cái số trong nước Mỹ thì quý vị cũng có thể gọi bằng cái số đó, nhưng mà chúng ta nên kết nối bằng Viber hoặc Zalo nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì khi mà Công ty Grab từ này nó 50 vừa tiểu có bang của Honda mà nó nước vừa Mỹ, có khi mà xe quý taxi vị luôn ha. đến Cali để mà chuẩn bị bay về Việt Nam á, khi quý vị đến Cali thì em sẽ có xe dịch vụ đón quý vị tại sân bay để mà hỗ Đây trợ là quý đường vị trong cái vấn đề di chuyển đến cửa quốc Nguyễn Thị tế Minh để đi về Khai. Việt Nam nha quý vị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả Nước quý không vị, anh ơi. chị, cô chú và tất cả các bạn rất là Và nhiều những cái đã tòa ủng hộ cho nhà em tham quan cái cao cổng Sài tầng Gòn ở trong đường thời Nguyễn Thị gian Minh qua. Khai nè các Và em bạn. cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý Này khách ngân hàng đã hàng còn ha. dịch vụ mua vé lên em, Ngân hàng này cũng và lớn chúc quá quý khách đi những cái chuyến bay vui vẻ, bình an trở về Sài Gòn Việt bây Nam giờ trong có thời rất gian là sắp nhiều tới. tòa nhà cao tầng. Chúc quý khách thuận lợi bình an, xin chân thành cảm ơn.